xin chào quý vị đang xem trực tiếp kênh bán hàng của Salon ô tô Femica Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Nếu quý vị, quý anh chị có nhu cầu muốn mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng, xe sử dụng lướt thì vui lòng có thể đến trực tiếp địa chỉ trên, hoặc là không có điều kiện đến trực tiếp thì vui lòng liên hệ vào số hotline của Femica Hải Dương là 0978607555, hoặc gọi trực tiếp cho số của Phương Trần là 0941337888. Thì ngày hôm nay em có một sản phẩm mới nữa, thì em sẽ làm cái video chi tiết mô tả chiếc xe này để quý vị nắm được, có thể liên hệ với em đặt xe. Đây là chiếc Kia Optima, xe này là sản xuất 2017, xe rất là đẹp, ngoại thất màu đen và nội thất bên trong là màu ri xám, màu kem, và xe hoàn toàn là không có đâm đụng tai nạn ngập nước gì cả đâu, nguyên bản 100%. Chiếc xe này thì hiện tại đang được chào bán mức giá là 710 triệu. Xe này là sở hữu động cơ 2.0. Kia Optima là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, nhìn ngoại hình nói chung là gần như đẹp nhất trong tất cả các xe cùng phân khúc, từ cái mặt ca lăng mũi hổ và một cặp đèn bi, cả đèn cốt đèn pha đều là sử dụng đèn bi hết, đèn gầm này, đèn gầm. Xe trang bị cảm biến trước sau, màn hình cam lùi, tự động rửa đèn pha. Nói chung form dáng chiếc xe này là đẹp. Chiếc xe này là cùng phân khúc với lại Toyota Camry, Mazda 6, Hyundai Sonata và Honda Accord. Chiều dài chiều rộng đều rất là rộng, và xe này nó là thuộc xe đàn anh của Kia Cerato. Hai bên tai được bố trí hai cái hốc gió, và chiếc xe này sở hữu bộ mâm la răng lên đến 18 inch, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Đây cái hốc gió này tuy nhiên là hốc gió giả thôi. Xe này có 6 túi khí, màn hình điều hòa tự động hai vùng độc lập, phanh tay điện tử auto hold, tùy chọn chế độ lái, chế độ thể thao, chế độ tiêu chuẩn. Xe này ô tô chạy 5 vạn mốt ạ, xe còn rất là mới, táp lô táp ly này rất là đẹp nhé. Đeo chỉ xung quanh xe cũng nguyên zin hết. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, thảm lót sàn đầy đủ hết. Khả năng vận hành của chiếc xe này cực kỳ êm bốc, mà xe đi rất là chắc. Tưởng chiếc xe này là Cerato nhưng không phải đâu. Đây là Kia Optima này. Nó là xe phân khúc hạng D và là đàn anh của Cerato. Xe rất là rộng. Cảm biến sau cam lùi. Xe này thì khá tiết kiệm nhiên liệu nhá. 100 km đường hỗn hợp tiêu hao khoảng 6-7 lít thôi, chỉ hết 6-7 lít thôi ạ. Kia Optima đã được sở hữu công nghệ Eco rồi, và có thêm cân bằng điện tử chống trơn trượt này, rất là nhiều các tính năng ở trên xe. 2.0 mà đi chỉ hết khoảng tầm 7 lít xăng đường hỗn hợp thôi.
rất là ấn tượng. Đây, gương kính chỉnh điện. Nhớ về ghế lái nhớ hai vị trí. Chỉnh tám hướng mà nhớ hai vị trí. Phải nói là chiếc xe này cái tiếng đóng cửa mở ra mở vào rất là chắc xe. Giá 710 triệu, sản xuất 2017. Khoang động cơ thì hoàn toàn chưa được rửa dọn gì đâu, còn rất là bẩn. Sau khi xem xong clip này, quý vị nào có nhu cầu muốn mua thì vui lòng liên hệ cho em số hotline 0978 607 555 hoặc số của em là 0941 337 888. Chiếc xe này đang được chào bán mức giá là 710 triệu Kia Optima hoặc là Kia K5 đời 2017. Động cơ 2.0 và mức tiêu nhiên liệu trung bình khoảng 7 xăng trên 100 km hỗn hợp. Xin chào em lại quý vị vào những clip lần sau.